Chữ sờ viết hoa có độ cao 2 ô ly rưỡi. Điểm đặt bút nằm ở đường kẻ dọc, giữa đường kẻ ngang 3 và 4. Chúng mình chú ý đặt bút cho đúng nhé. Từ điểm đặt bút, chúng mình viết nét cong dưới. Chuyển hướng bút, viết nét lượn dọc kết hợp với nét móc ngược trái. Điểm kết thúc ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2, gần với đường kẻ dọc 2. Chúng mình chú ý điểm kết thúc cho đúng nhé. Bây giờ chúng mình cùng quan sát lại một lần nữa. Từ điểm đặt bút, viết nét cong dưới, chuyển hướng bút, viết nét lượn dọc kết hợp với nét móc ngược trái. Uốn nét lượn hẳn vào trong. Điểm dừng bút giữa đường kẻ ngang 1 và 2, gần với đường kẻ dọc 2. Chúng mình chú ý nét cong dưới thì chúng mình cong sát ra đường kẻ dọc, sát vào với đường kẻ dọc. Và chú ý thứ hai là nét lượn dọc này, chúng ta lượn vào đường kẻ dọc thứ hai. Và nét móc ngược trái chúng ta cũng cong sát ra đường kẻ dọc và lượn hẳn vào trong. Độ cao là 2 ô ly rưỡi. Vì vậy chúng mình sẽ phải chú ý điểm đặt bút cao 2 ô ly rưỡi và phần tạo nét khuyết trên này cũng cao 2 ô ly rưỡi để có độ cao chỗ này bằng nhau. Chúng mình hãy luyện viết lại thật nhiều lần chữ sờ để cho đẹp nhé.